xem đã có bao nhiêu người xem rồi? Chưa có hai cô. Chưa có hai. Hai cô cháu lên đường chống chống nắng hai ngày, nó vật cho bọn EVN này, nó vật cho đến khổ. Chưa thấy ai vào xem à? Ổn không? Như này để đến này có ổn không? Có. Không bao giờ bị sao vì có thế. Chào tất cả mọi người nhá, mọi người đâu rồi ạ? Hôm nay tôi sẽ, tối hôm qua tôi hẹn với mọi người là... Hả? À, tối hôm qua hẹn với mọi người để lên kể chuyện vui tí cho những cái ngày nắng nóng như này ở trong tù chúng tôi sống như thế nào. Thế nhưng mà khổ quá, chuẩn bị đến giờ hẹn với này, cả nhà mình thì điện nó cắt cho đến cái phục một phát đến tận 12 giờ đêm. Tối om mòm, sông nóng gần chết. Cộng với lại sau đấy thì là rơm rạ ở các cái cánh đồng ở gần nhà tôi, họ ấy hun khói nữa, thế nên là không thở được, nên là không thể chào được mọi người, không thể hẹn gặp được mọi người. Sáng nay thì hai cô cháu tôi và đang đi đón con trai. Chào các bác đi con. Chào các bác. Cháu chào các bác. Và cũng đồng thời là đi tránh nắng thì khả năng là tình hình hôm nay là lại tiếp tục mất điện, không báo trước, nên là chúng tôi phải tìm cách trốn nắng trước khi mà ánh mặt trời lên chói và đầu chiếu vào mặt. Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay tôi kể một câu chuyện rất vui và rất có thật, là tôi đã từng cho EVN của Vũ Thư lên thớt. Đấy là năm 2010, khi tôi 2011, khi mà tôi đang chào tất cả mọi người nhé. Khi mà tôi đang ở trên Bách Thuận, gia đình nhà tôi lúc đấy thì nói thế nào nhỉ, sĩ sĩ khoe một tí, đấy là cũng hơi có điều kiện hơn tất cả mọi người. Ở trong phòng khách nhà tôi thì sử dụng một cái điều hòa cây rất là to, 28.000. Tôi có dùng hút bụi, tôi có dùng các cái đồ gia dụng trong gia đình, những đồ thiết bị điện ở trong gia đình khá là phải, tức là phải liên tục dùng đến điện ấy. Ví dụ máy hút bụi này, điều hòa cây này, rồi tất cả các cái thứ mà hiện đại trong dùng cho trong gia đình. Thế thì năm đấy tôi đang sống ở trên Bách Thuận. Cái đường dây vào nhà tôi các bạn ạ, đường dây điện tải vào nhà tôi ấy, nó rất là xuống cấp nghiêm trọng, và nó không được thay thế từ rất nhiều năm rồi. Thế là năm đấy thì nhà tôi bị cháy rất nhiều, kể cả đến nồi cơm điện cũng bị cháy các bạn ạ. Tôi gom hết tất cả những cái, có những lúc mà tôi đã gọi phải thợ điện của xóm đến ấy, cái người mà chuyên đi chốt đồng hồ của xóm, xóm 10, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Tôi gọi đến để tôi đo cái đường dây điện để vào nhà tôi xem là bây giờ điện họ đang cấp cho tôi là 220V. 220V thì không biết là điện lúc đấy nó đỏ lom như là con đom đóm đực, một cái bóng điện nó sáng không lên được, thì không biết là nó sẽ là cung cấp cho tôi là bao nhiêu volt. Thế là tôi gọi xuống rất là nhiều lần. Tôi gọi xuống rất nhiều lần thì mỗi lần đo lần thì được 40, lần thì được 50, lần thì 60, lần thấp nhất là có 40 thôi các bạn ạ. Điên tiết, bởi vì sao? Quá nhiều những cái thiết bị điện ở trong nhà bị cháy bị hỏng. Cái điều hòa cây nhà tôi thì gần như là không sử dụng được, bởi vì là nó không đủ điện tải để cho có thể là sử dụng được. Phòng khách có điều hòa nhưng mà ngột ngạt vô cùng, không bao giờ sử dụng được. Tôi quyết định là cho thằng EVN của Vũ Thư lên thớt luôn. Tôi gom tất cả các thiết bị điện nhà tôi lại bị cháy bị hỏng, và những cái lần đo đồng hồ đấy của điện lực của xóm ấy, tôi đều ghi lại biên, tôi bắt yêu cầu phải ghi lại biên bản, sau đó tôi gửi lên cho điện lực Vũ Thư toàn bộ những cái biên bản đấy. Cộng với lại tôi nói rằng là nếu như các anh không có động thái để mà thay đổi cái cung cấp điện cho khu dân cư nhà chúng tôi thì chúng tôi sẽ kiện các anh ra tòa. Và đồng thời là tôi chở hẳn một chuyến xe lên các cái thiết bị điện nhà tôi, lên EVN Vũ Thư, điện lực Vũ Thư. Tôi yêu cầu là đền bù cho tôi những cái điện những cái thiết bị điện đấy, bởi vì sao, điện lúc tăng lúc giảm không bình thường. Trong hợp đồng cung cấp điện cho tôi là các ông cung cấp điện 220, thế mà lúc tôi đo có 40, thế thì chúng tôi sử dụng thế nào? Một cái ánh điện sáng còn không thể sáng được, một cái bóng sáng còn không thể sáng được, thì làm sao mà chúng tôi có thể là sử dụng được cho các cái thiết bị khác? Nấu nồi cơm điện đi làm để về đã muộn thì chớ nấu cái nồi cơm điện, cắm cái nồi cơm điện lên, cơm không chín được, nó cứ trương phình lên các bạn ạ. Chính vì thế mà điện lực Vũ Thư thấy tôi căng thẳng quá, căng thẳng đến lần thứ ba thì bắt đầu là dàn xếp với tôi rằng là thế thì chúng tôi sẽ thay, nhưng mà kinh phí thế này kia tôi không đồng ý. Bởi vì sao? Đây là chúng tôi mua điện
của các anh rồi, mua tận ngọn rồi, giá điện thì giá điện bậc thang, các anh quyết định giá điện hoàn toàn, chúng tôi không có quyền trả giá. Và trong hợp đồng các anh nói rằng là cung cấp cho chúng tôi điện là 220. Thế vậy mà bây giờ các anh cung cấp điện cho chúng tôi như này là không đúng theo hợp đồng, thì chúng tôi nếu mà các anh không thay thì tôi sẽ cùng với các hộ dân cư, 30 hộ dân cư trong xóm nhà tôi, trong cái khu vực nhà tôi đấy, sẽ gửi đơn lên đến tòa án dân huyện Vũ Thư và yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng. Cuối cùng là họ không làm sao được, họ đánh một hẳn chuyến xe nha các bạn nhá. Họ về họ thay toàn bộ đường dây đấy. Và bây giờ tất nhiên là nhà tôi thì bây giờ chuyển ra khỏi không còn ở cái xóm 10 đấy nữa, nhưng bà con ở xóm 10 Bách Thuận Vũ Thư Thái Bình đấy cũng được hưởng toàn bộ cái phần mà tôi đã dày công để đòi hỏi cái quyền lợi cho mọi người ở đấy. Thế nên là hôm đấy thì khi mà điện lực Vũ Thư về làm thì họ cũng nói rằng là toàn bộ chi phí thì chúng tôi không yêu cầu các hộ gia đình ở đây phải chi trả, nhưng thôi cho chúng tôi xin một ít tiền gọi là anh em bồi dưỡng tiền nước. Và ok, nếu mà được như thế thì chúng tôi cũng chả ngại gì, bởi vì thôi là tình người với nhau, chẳng gì thì các anh cũng về đây làm cho chúng tôi thì mời nhau cốc nước. Thế là tôi huy động 30 hộ dân ở trong xóm, người ta cũng rất là phấn khởi vì người ta phải chịu cái cảnh đấy quá lâu rồi, từ rất nhiều năm rồi mà người ta không biết kêu ai, chỉ có mình là người gọi là dám nói, dám làm và dám đấu tranh thì mới có thể là lên tiếng được. Thì bà con dân cư với ông đang gọi, bà con dân cư với được nhờ, thế là họ cũng vui vẻ là đóng góp mỗi người một chút, một ít, 50, 100, còn lại thì tôi bù ra và để cho mời cho toàn bộ những cái nhân công ngày hôm đấy của điện lực Vũ Thư một gọi là một bữa cơm buổi trưa cho mọi người bồi dưỡng cái phần sức khỏe mọi người đã mất công cất công làm cho nhà khu vực nhà chúng tôi đấy các bạn ạ. Chúng ta đừng lên thỏa hiệp, chúng ta không cần việc gì phải im lặng, chúng ta cứ hiểu biết đúng pháp luật và làm đúng quy trình, đúng những cái gì mà họ yêu cầu đặt ra với chúng mình, thì chắc chắn rằng là ông gọi gì nhỉ, thì chắc chắn là họ không thể dám bắt nạt chúng ta đâu. Nếu như ngày đấy tôi mà cũng cứ im lặng thì chắc chắn là bây giờ cái xóm 10 Bách Thuận Vũ Thư Thái Bình ấy sẽ không có một cái đường dây ngon nghẻ như thế để mà làm, để mà sinh hoạt. Nhưng mà tôi không thỏa hiệp, tôi bảo rồi nếu không thì các anh cứ làm đúng hợp đồng, tôi không cần các anh phải làm hơn lên nữa. Tập trung vào chạy xe, vâng em vẫn chạy xe mà, nhưng mà em vẫn nói nhưng mắt em thì vẫn nhìn vào đường chứ không phải là ấy. Giờ này thì các nhà máy xí nghiệp đang chuẩn bị vào ca, cho nên là đường cũng khá là đông, nhưng không sao cả. Đây là em chia sẻ chút, bởi vì sao, vì những cái ngày này nắng nóng quá mức luôn, nhưng thằng EVN nó độc quyền, độc chiếm toàn bộ cái sản lượng của điện lực, cho nên là nó không cần biết là chúng ta đang phải, người dân đang phải chịu khổ như thế nào. Trong khi đấy tôi đọc ở thông tin ở trên mạng thì chủ tịch tập đoàn EVN, ông Thành đấy, con ông toàn du học ở Mỹ thôi, lương của ông ấy như thế thì làm sao ông đảm bảo cho được cái mức sống, mức sinh hoạt và mức học phí của con, của hai thằng con ở bên đấy. Trong khi đấy làm ăn thì thua lỗ bè bét. Người dân nắng nóng 40 độ, 12 giờ trưa ngày hôm qua nhà chúng tôi đang không hề báo trước, cắt phục phát điện luôn, nóng chết ngột chết ngạt vẫn phải chịu, bởi vì lúc đấy quá nắng nóng rồi, chúng tôi không thể di chuyển ra bên ngoài để đến một nơi khác có điện hơn, có điện để mà tránh nóng nữa các bạn ạ. Nếu như được báo trước thì chúng ta có cái phương án, báo trước nửa ngày hoặc một ngày thì chúng ta có cái phương án để chúng ta sinh hoạt ăn uống rồi là đi chống tránh nắng. Nhưng mà cứ cái kiểu làm ăn của chúng nó ấy, kiểu tao thích thì tao tăng. Mà tôi hôm vừa rồi tôi nghe ở trên đài truyền hình Việt Nam đấy, nói rằng vừa buổi sáng ra mở mắt ra, chưa kịp nhận cái thông tin gì vui vẻ, nhận luôn cái thông tin của ông Lê Minh Khái, ông trả lời rằng là mùng 1 tháng 9 là bắt đầu lại tăng điện, tiếp tục tăng điện, tăng giá điện để đảm bảo cái lại công bằng tài chính cho EVN. Tôi không biết cái công bằng thổ tả gì ở đây, cái công bằng gì ở đây mà người dân thì không được quyền trả giá điện, không được quyền thụ hưởng những cái nguồn năng lượng sạch, năng lượng điện sạch, điện gió, điện mặt trời để hòa vào lưới điện quốc gia để cho người dân được thụ hưởng một cái cung cấp nó đầy đủ, cung cấp điện nó đầy đủ. Và cái giá cả thì mỗi ngày một tăng, điện bậc thang các bạn ạ, khốn nạn cực kỳ luôn, 50 số một bậc, 50 số một bậc, dùng càng nhiều thì càng
kinh khủng. Có những lúc đội giá gia đình nhà tôi chỉ có hai bố mẹ già này với tôi, với lại hôm bây giờ nghỉ hè thì có thêm các cháu thì không nói đến, nhưng mà bình thường thì này bố mẹ thì cũng rất là tiết kiệm điện, chứ không phải là người dùng bừa phứa thôi. Thanh niên thì còn bảo nó nóng bức, nó bật điều hòa, nhưng các cụ nhiều khi là nóng bức không chịu, không dám bật điều hòa. Thậm chí đến cái phòng khách nhà tôi ấy, nhiều lần tôi đã nói với bố mẹ rằng là phòng khách là cần phải có một cái điều hòa, và tôi và anh trai tôi bảo là bố mẹ phải lắp một cái điều hòa đây để những lúc mà có khách khứa, không bật thường xuyên nhưng những lúc có khách khứa ấy. Cô thắp dây xe hay gì? Kệ nó, cô treo nó vào đây để cho nó có ấy thôi, vì ở đây không cần. Để cho có khách khứa thì còn bật lên một chút cho nó mát ấy. Thế nhưng mà bố mẹ tôi vẫn tiết kiệm điện và không muốn lắp vào phòng khách, cho nên là thấy là cái nóng cực kỳ luôn. Nhưng mà vì cái mức thu nhập của người dân đối với lại cái việc mà chi trả tiền điện, tiền nước hàng tháng, rồi những cái sinh hoạt thì nó quá là đắt đỏ, thì nó dẫn đến là cái việc là buộc người ta phải thắt lưng buộc bụng thôi các bạn ạ. Thắt lưng buộc bụng, có nóng cũng phải chịu. Cực kỳ là người là chán nản cho cái cuộc sống mà tôi thấy rằng là nó quá là xuống cấp. Anh bạn tôi đã từng có một cái status nói trêu đấy, bảo là những người ngày xưa người ta không có điện nên người ta chết hết rồi đấy, còn bây giờ không có điện thì cũng chán, có khi nóng như hôm qua hôm kia chắc là sắp chết, thở không ra nữa, cộng với cái ngột ngạt của cái không khí, cái sự ô nhiễm của không khí vì những khói bụi ấy. Tôi cảm giác như nhiều lúc tôi khó thở, tắc thở luôn, kêu trời không được, kêu đất không than. Tôi kể lại cái câu chuyện năm 2011 đấy cho các bạn nghe. Nên là chúng ta cũng nên nghĩ ra một cái cách gì đấy để đòi hỏi cái quyền lợi của mình. Chứ nếu không cứ như thế này để thằng điên nặng này nó độc quyền độc chiếm, thích làm gì thì làm, thích phang chỗ nào thì là nó phang thôi. Tiền điện thì cứ tăng ngùn ngụt, mùng 1 tháng 9 thì các bạn nhé, lại tiếp tục tăng giá điện đây này, lại chuẩn bị tiếp tục ở trong cái hóa đơn tiền điện của các bạn, chắc chắn là nó lại sẽ thêm lên một vài trăm nghìn nữa đấy. Nhất là những thời tiết nắng nóng như thế này càng sử dụng càng ác, chán cực kỳ luôn. Hai cô cháu của tôi đang đi đón thêm thằng em nữa, đi tránh nắng đón em. Cô mua bánh mì cho cháu nhá. Thế bây giờ ăn cái gì nào? Đấy, chào mọi người nhé. Mọi người xem lại cái livestream này của tôi để thấy rằng là tôi đã từng không thỏa hiệp với EVN và tôi đã đòi hỏi được cái quyền lợi của mình. Thế thì mọi người cũng nên nghĩ ra một cái cách gì đấy ở trong khu dân cư của mình để buộc. Bây giờ tất cả mọi người cùng lên tiếng buộc thằng EVN nó phải có một cái biện pháp, chứ không phải là đối phó ở trên Face nữa, không phải là kêu hào trên Face nữa, phải có những biện pháp thực sự mạnh và nghiêm túc trong cái việc mà đòi hỏi với này, đối với lại chính phủ, đối với lại quốc hội, đối với lại nhà cầm quyền thì người ta phải có cái ý cúi xuống người dân mà nhìn thấu thế những cái mà khốn khổ khốn nạn người dân nội đang phải chịu chứ. Bây giờ cứ gào mồm ở trên Face không ăn thua các bạn ạ. Tôi đã từng định đưa EVN Vũ Thư, điện lực Vũ Thư đi ra tòa án đấy. Thế nhưng mà chỉ vì là họ ấy khắc phục ngay lập tức khi mà tôi có ý định chuyển đơn thì là tôi thôi đấy. Chứ còn nếu không, mà hôm qua tôi xem ở trên các cái video ở trên mạng, tôi thấy có một cái trang trại gà nào đấy, gà chết nhan nhản vì sặc sốc nhiệt, kinh khủng luôn các bạn ạ. Như thế thì người chịu trách nhiệm sẽ là ai? Chỗ này hơi đông này, quá đông luôn. Chúng tôi đang đi vào ngã tư, nó đông, lát nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn tiếp nhé. Nếu như mà một cái trang trại như thế, gà nó sốc nhiệt như thế, nó chết hàng loạt như thế, thì thằng EVN có phải chịu trách nhiệm không? Tôi chỉ thấy là chủ trang trại lên kêu cứu ở trên cộng đồng mạng để bán những cái con gà sốc nhiệt đấy, chứ không phải là gà chết do dịch bệnh. Thế thì tại sao cái chủ trang trại đấy không làm một cái biện pháp gì đấy mạnh hơn để yêu cầu EVN phải bồi thường những cái việc như thế, là cắt điện đột ngột như thế? Một trang trại gà nó nhiều như thế, chỉ cần 15-20 phút thôi không có điện để mà thông gió thì chắc chắn là, chưa nói đến điều hòa mà chỉ cần thông gió thôi là chết hàng loạt luôn. Nhà tôi ngày xưa tôi mất những cái thiết bị điện đấy, tôi bê hẳn, cho hẳn một chuyến xe tải trở lên VN, EVN Vũ Thư yêu cầu phải, một là đền bù. Thôi thì tôi chấp nhận không đền bù, bởi vì là chấp nhận cái thiệt thòi của gia đình nhà tôi, nhưng bù lại là các ông ấy giải quyết cho chúng tôi.
giải quyết cho cả một cái khu vực nhà chúng tôi, cái đường dây. Tôi chấp nhận là tôi không kiện nữa, tôi chấp nhận mất mát những cái thiết bị đấy. Các bạn biết lúc đấy thiết bị điện trong nhà tôi cháy la liệt luôn. Hút bụi thì cháy hút bụi, hút mùi thì cháy hút mùi. Nồi cơm điện cháy mấy cái luôn. Bởi vì điện lúc tăng lúc giảm. Thế xong rồi cơm thì đi làm về muộn, muốn cắm mải cắm vội một nồi cơm để ăn thì gạo nó trương phênh lên. Không thể nào mà có được cái miếng cơm ngon để mà nuốt nữa. Nên là buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh. Nên là rất mong mọi người là ở các cái khu vực đó mà bị cắt điện luân phiên, cắt điện luân phiên mà không báo trước như thế này, thì chúng ta phải tất cả địa bàn khu dân cư lên tiếng đi, đến thẳng điện lực ở cái khu vực đấy. Tất nhiên là tôi ở dưới này thì nhà tôi đang bị 2 ngày này, bị 2 ngày. Nhưng mà tôi ở dưới quê các bạn ạ, rộng rãi thôi, không có chỗ nọ thì còn có chỗ kia để mà trú. Không trèo vào chỗ này thì trèo vào chỗ kia vẫn còn được, vì đất nó rộng, ra ngồi góc bóng cây, ngồi hóng mát được. Nhưng ở thành phố thì lấy đâu ra. Cây ở Hà Nội thì cái thằng Thảo đấy nó chặt bố hết rồi. Thằng Trung thì nó cho vào một loạt những cây đẻo. Sống không sống được, làm gì có rễ mà sống được. Đất ở Hà Nội thì toàn bê tông, làm sao mà sống được, rễ thì không có. Cái tốc độ phủ xanh của bóng phủ xanh của thành phố thì bây giờ nó đã bị hạn hẹp quá nhiều rồi. Mà cứ như thế này thì chắc người dân chết. Đấy, mấy ông ngồi họp quốc hội đấy, áo tứ thân với áo ngũ thân ấy. Tôi cho rằng là các ông không cần phải bàn những cái việc đấy đâu. Các ông làm quan, các ông cứ mặc áo quan vào thế là xong. Việc gì phải ngũ thân với tứ thân là gì, các ông cứ mặc áo quan ấy. Cho các ông mỗi thằng một tấm áo quan, khỏi phải bàn chuyện linh tinh. Các ông bàn cái việc dân thế nào thay đổi cuộc sống cho người dân đi. Thay đổi cái cuộc sống của người dân, họ đang phải chịu cơ cực thế này. Làm thì nóng bức, có tí điện thì các ông cắt. Tất cả các cơ sở sản xuất dù nhỏ dù to, người ta cũng đều phải cần đến điện. Những con gà chết nhăn răng ra vì sốc nhiệt. Người thì chắc cũng sắp chết nhăn răng ra vì cái kiểu nhiệt độ nó tăng lên như thế này. Đêm hôm qua thì có một chút mưa nên là thời tiết hôm nay có vẻ mát mẻ hơn một tí các bạn ạ. Đỡ dịu dàng hơn một tí. Cho nên là đỡ bức xúc đấy, chứ cứ tình hình này như hôm qua thì phát điên. Đêm hôm qua tôi chuẩn bị phát live stream để vui cùng với các bạn một chút thì, với cả nhà một chút thì nó cắt phụt điện luôn. Tôi om mà mòm, không tài nào mà mò được gì nữa vì mình không chuẩn bị trước. Nhất là nhà mà có những người già và những trẻ con ấy thì cực kỳ là vất vả luôn các bạn ạ. Chả biết là chúng nó treo nhiều cờ biển, cờ quạt ở ven đường, cái lọ cái chai làm gì. Quan tâm vào đời sống của người dân thì người ta sẽ bớt kêu ca. Suốt ngày thấy dân ngoan kêu khắp nơi. Người dân không ngoan thì người ta cũng oan vì điện. Bỏ tiền ra mua điện. Giá thì cao ngất ngưởng trên trời. Quyền lựa chọn thì không có. Phụ thuộc hoàn toàn vào những cái trạm biến thế của chúng nó cắt một phát thế là xong. Đấy, chia sẻ một chút nha, mọi người có thể tham khảo cái hình thức mà khởi kiện EVN của từng hộ dân cư ra với lại tòa án xem như thế nào. Tôi đã từng làm như thế và EVN Vũ Thư đã từng phải phục vụ gia đình khu vực nhà chúng tôi một cách nghiêm túc hơn đấy. Mọi người có thể là theo dõi lại cái livestream này để biết được rằng là cái cách của tôi là cũng, mà tôi cũng không phải là dày công quá đâu. Tôi chỉ có thuê một chuyến xe, tôi chở toàn bộ những cái dụng cụ đồ đạc nhà tôi, những đồ điện nhà tôi mà bị phá hỏng vì cái việc cung cấp điện của chúng nó không đồng bộ đấy, không được đảm bảo đấy. Em chào chị Thắm, em cho con với cháu đi tránh nắng chị ạ, chứ tình hình hôm nay dưới khu nhà em tìm đến cái khu vực mà nó có điện ấy để ngồi, chứ không là tình hình các con các cháu nó cứ kêu rầm trời lên ấy, khổ cực kỳ luôn. Chào mọi người nhé.